Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Sun Kyun là nhân vật đang khiến người hâm mộ trên toàn thế giới phải đồng loạt bàng hoàng, sốc nặng trước thông tin anh qua đời đột ngột trên xe. Được biết anh được tìm thấy bất tỉnh tại một công viên. Lee Sun Kyun là một trong những diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc với cuộc đời đầy biến động và sự nghiệp điện ảnh ấn tượng. Sinh năm 1975, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn vào năm 2001 khi đã 26 tuổi. Những năm đầu tiên của sự nghiệp, Lee Sun Kyun gặp khó khăn để nhận vai. Anh thường vào vai phụ do thiếu lợi thế về ngoại hình. Hành trình diễn xuất của Lee Sun Kyun bắt đầu sau khi anh tốt nghiệp trường sân khấu Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Anh đã tham gia vào các dự án như vở nhạc kịch The Rocky Horror Picture Show và phim sitcom truyền hình Lover năm 2001. Với khả năng diễn xuất đa dạng, anh đã gây ấn tượng với khán giả qua nhiều thể loại, từ phim hài đến phim hành động và tình cảm. Năm 2007, Lee Sun Kyun bắt đầu được khán giả quan tâm với vai Choi Do-young trong bộ phim y khoa Behind the White Tower. Đến năm 2010, anh có cơ hội tỏa sáng thực sự khi đảm nhận vai chính trong Pasta, bộ phim truyền hình hài lãng mạn được khán giả yêu thích. Thành công này mở ra một chương mới trong sự nghiệp, đặt anh vào vị thế là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Không ngừng đổi mới, Lee Sun Kyun mở rộng tầm ảnh hưởng của mình với vai ông Park trong bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho. Đây là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên. Dù khác với những vai trước đó từng thể hiện, nhưng anh đã xuất sắc hoàn thành vai diễn này, giành được giải thưởng diễn viên xuất sắc tại SAG, giải thưởng nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh, mở ra cánh cửa đến với thị trường điện ảnh quốc tế. Sự xuất sắc của Lee Sun Kyun không chỉ nằm trong diễn xuất đa dạng mà còn ở khả năng thích nghi với mọi vai diễn, từ vai một đầu bếp giận dữ trong Pasta đến nhân vật ngổ ngáo cô Yeon-su trong A Hard Day 2014. Anh luôn tạo ra những ấn tượng sâu sắc với khán giả qua từng tác phẩm. Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Lee Sun Kyun còn được biết đến với chuyện tình ngọt ngào cùng nữ diễn viên Seon Hee-jin. Hai người kết hôn vào năm 2009, sau 6 năm hẹn hò. Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Lee Sun Kyun cho biết anh từng là fan của vợ khi anh chưa bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Nam diễn viên kể lại anh có cơ hội gặp gỡ thần tượng Seon Hee-jin lần đầu tiên khi được chính nữ diễn viên mời tham gia một vở kịch của cô. Kể từ đó, nam diễn viên không ngừng thay đổi và đã tỏ tình thành công với cô. Một năm sau đám cưới, cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng và nhanh chóng có thêm một đứa con nữa vào năm 2011. Lee Sun Kyun thường xuyên dùng những lời lẽ hoa mỹ khi nói về vợ mình. Anh cho biết Hee-jin chính là người đã thúc đẩy anh phát triển về mặt chuyên môn. Lee Sun Kyun đã dám bước ra ngoài vùng an toàn của mình, đảm nhận những vai diễn thử thách hơn và phát triển sự nghiệp nhờ sự động viên của vợ. Màn trình diễn của anh trong Pasta là một ví dụ điển hình. Nam diễn viên cho biết có lẽ bản thân đã bỏ cuộc nếu không có sự động viên của vợ, vì anh không nghĩ mình có thể đảm đương được vai diễn này. Đến nay cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau sau gần 2 thập kỷ. Ngày 27 tháng 12, tờ Joseon đưa tin nam diễn viên Lee Sun Kyun, 48 tuổi, người đang bị điều tra vì sử dụng chất cấm, được phát hiện nằm trong xe ô tô riêng đổ tại công viên. Công ty quản lý nghệ sĩ Hodo Entertainment chia sẻ với Osen, chúng tôi đang xác nhận thông tin. Trước đó có thông tin cho biết vợ của nam diễn viên đã gọi cho đường dây nóng 112 cho cảnh sát. Cô nói, chồng tôi để lại một bức thư. Theo cảnh sát, một người đàn ông khoảng 40 tuổi được tìm thấy nằm trong một chiếc xe đậu tại một công viên ở Seoul. Được biết, tại nơi xảy ra tai nạn có dấu vết của khói than. Cảnh sát hiện đã nhận danh tính người đàn ông là Lee Sun Kyun. Trước đó, Lee Sun Kyun nhận cáo buộc sử dụng cần sa và thuốc hướng tâm thần theo đạo luật kiểm soát chất cấm và bị cảnh sát điều tra. Mới đây, anh còn bày tỏ sự bất công và thậm chí còn yêu cầu sử dụng máy phát hiện nói dối để điều tra. Nam diễn viên phủ nhận cáo buộc, cho rằng bằng chứng duy nhất liên quan đến cáo buộc sử dụng chất cấm là lời khai của ông A, quản lý cơ sở giải trí nơi anh thường tới vui chơi. Quản lý A khai rằng Lee Sun Kyun cho đến nay đã sử dụng chất cấm 5 lần và cảnh sát đã xác định được 4 lần trong số đó. Phía nam diễn viên tiệm bánh hoàng tử bác bỏ rằng đó là sự vu khống ác ý và tuyên bố là không đúng sự thật. Nhưng trong quá trình điều tra của cảnh sát, anh ta khai rằng mình đã bị quản lý A lừa và dùng ma túy mà không biết rằng đó là ma túy. Bên cạnh đó, Lee Sun Kyun cũng cho biết anh bị A đe dọa và tống tiền 350 triệu won. Tuy nhiên, nghi ngờ đang gia tăng khi cuộc điện thoại giữa Lee Sun Kyun và A gần đây đã được đài KBS tiết lộ. Theo cuộc điện thoại, Lee Sun Kyun đã nói với A, anh rất thích em, anh có biết điều đó không? Câu nói này làm nảy sinh những nghi ngờ về mối quan hệ thực sự giữa hai người. Ngoài ra, A còn hỏi Lee Sun Kyun có thấy đồ nghề để hút ma túy của cô hay không? Nam diễn viên trả lời có. Dựa trên bằng chứng tình tiết này, cảnh sát có kế hoạch tiếp tục điều tra Lee Sun Kyun.